Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp quá đỏ, ngày mai chơi là trúng. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trúng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 9 tháng 10 năm 2023, thứ hai dương lịch. Âm lịch là ngày 25 tháng 8 năm 2023, là ngày Canh Tý, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão, tiết khí Hàn Lộ, ngày trực mãn. Theo lịch tiết khí, Hàn Lộ thuộc tháng 9, tức ngày Canh Tý, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão. Hôm nay là ngày tư mệnh hoàng đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Sát chủ và giờ Thụ tử: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Sát chủ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thụ tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Thân và tuổi Thìn, lục hợp với tuổi Sửu, xung với tuổi Ngọ, hình với tuổi Mão, phá với tuổi Dậu. Về ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, hôm nay là ngày Canh Tý, tức can sinh chi, kim sinh thủy, là ngày cát bảo nhật. Nạp âm bích thượng thổ kỵ tuổi Giáp Ngọ và tuổi Bính Ngọ, ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy. Đặc biệt người tuổi Bính Ngọ, tuổi Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ, ngược lại nhờ thổ khắc mà được lợi. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thân, Thìn thành thủy cục, xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ. Tam sát kỵ tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Giáp Ngọ và tuổi Bính Ngọ. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Bính Thìn và tuổi Mậu Thìn. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Nguyệt Ân, Thiên Đức Hợp, Thời Đức, tốt mọi việc. Thiên Phú, tốt thăng quan, cầu tài. Ngũ Phú, tốt thăng quan, nhậm chức. Minh Tinh, tốt cầu danh, bái sư, học nghệ. Lộc Khố, tốt lạp tài, tồn khoản. Phổ Hộ, tốt cầu phúc, xuất hành, di đồ. Dân Nhật, tốt yến hội, kết hôn, nạp tài. Phúc Đức, tốt thưởng hạ, yến hội. Thiên Nhạc, tốt tạo táng, hưng tu. Thiên Vu, tốt hợp dược, tế tự, cầu phúc. Thôi Quan, tốt thăng quan, nhậm chức. Sao xấu thì gồm có sao Thiên Ngục, kỵ phó nhậm, trinh thảo. Thiên Hỏa, kỵ tu tạo, an táo, nhập trạch. Thổ Ôn, kỵ động thổ, xuyên tỉnh. Hoàng Sa, kỵ xuất hành. Phi Ma Sát, kỵ giá thú, di cư, nhập trạch. Thiên Lao, kỵ khởi tạo, nhập trạch, di cư. Quả Tú, địa thư, kỵ giá thú. Đại Sát, kỵ tuyển tướng, huấn binh, xuất binh. Thiên Cẩu, kỵ tế tự, giá thú, sanh sản. Dương Công kỵ, xấu đối với xây dựng nhà cửa. Trong đó có sao Thiên Đức Hợp là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra có sao Dương Công kỵ là sao đại hung, mọi việc đều kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 9 tháng 10, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như xây dựng, động thổ, đổ mái, an táng, cải táng, tế lễ, nhập trạch. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần và đi theo hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày thiên đạo, xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 9 tháng 10 năm 2023.
Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, vận trình ngày mới có sự góp mặt của thực thần nên công việc của Tý cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ngày này có lợi cho những bạn làm kế toán, tài chính, ngân hàng, đầu tư làm ăn. Những bạn làm nhà hàng thì sởi lởi, vui tính nên được khách hàng ủng hộ nhiệt tình là chuyện đương nhiên. Con giáp này đưa ra được những dự đoán chính xác và kịp thời về những may mắn và rủi ro mà mình có thể đối mặt trong ngày thứ hai này. Thông qua đó, bạn có thể dễ dàng sắp xếp công việc cũng như kế hoạch của mình cho phù hợp. Kim sinh thủy, chuyện tình cảm của những chú Tý vô cùng êm đẹp. Các cặp đôi luôn cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với nhau trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bản mệnh được mọi người dành tặng nhiều lời khen vì lối sống trọng tình nghĩa, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình của mình. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, nhanh chóng tiếp thu quan điểm của mọi người và áp dụng chúng vào công việc. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, tính tình hiền lành nên ai cũng quý. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, được quý nhân mách lối cho kinh doanh buôn bán gặp thời. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, nên bộc lộ khả năng thực sự của mình. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 03. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, tam hội giúp cho người tuổi Sửu cải thiện được mối quan hệ thông qua một cơ hội thú vị vào ngày hôm nay. Bạn sẽ gặp gỡ, làm quen và được trò chuyện nhiều hơn với một người nào đó mà bạn vốn ít tiếp xúc. Hãy cố gắng lịch sự, nhã nhặn trong tương tác để có thể hiểu hơn về đối phương nhé. Chính ấn xuất hiện cho thấy tuổi Sửu đang có lợi thế trong thời gian này. Bạn hãy mạnh dạn đổi mới và tin tưởng vào bản thân, bạn có thể phát triển nhảy vọt. Thực ra, bạn đã có những chuẩn bị rất tốt, lúc này chỉ cần bạn tập trung năng lượng để thực hiện nữa mà thôi. Lục hợp giúp cho đường tình cảm nảy nở như hoa. Bạn chịu khó làm quen, tham gia nhiều buổi tiệc hơn để giải phóng được bản thân. Nếu đã có đối tượng như ý, thì hãy mạnh dạn tỏ tình, tán tỉnh. Người ấy chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, nên nắm bắt thời cơ để kiếm tiền tốt. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, có sự tập trung cần thiết để hoàn thành công việc đúng tiến độ. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, đừng đốt cháy giai đoạn, tiền bạc cũng cần thời gian để tích lũy. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, nên biết lắng nghe và tiếp nhận thông tin góp ý. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 25 và số 99. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần
trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ thiên tài mà kiến thức về tiền bạc của con giáp tuổi Dần sắc sảo hơn. Bạn có nhiều góc nhìn mới về phương diện tài chính. Tiết kiệm dành dụm có thể là phương án tốt để bạn trở nên an tâm hơn về tài chính. Tuy nhiên, đầu tư mới thực sự đem lại cho bạn một nguồn thu nhập thụ động để chinh phục những mục tiêu tài chính lớn. Tuy nhiên, những gì đạt được có thể khiến con giáp này cảm thấy hài lòng quá sớm, nên dường như không có động lực phấn đấu nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì. Nếu tuổi Dần không tiếp tục cố gắng thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc bản thân đang bị thụt lùi và bị bỏ lại phía sau. Kim khắc mộc khiến người tuổi Dần trở nên quá mức nhạy cảm với những lời khuyên từ nửa kia. Đừng cho rằng đối phương khó tính, người ấy chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Với người độc thân, bạn quá lạnh lùng và kiêu ngạo nên tự tạo ra rào cản khiến người khác giới không dám tiếp cận. Nếu muốn thoát cảnh độc thân, bạn nên niềm nở hơn với mọi người, đừng có suy nghĩ coi thường người mình chưa hiểu rõ. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, kiếm được khoản tiền lớn nhờ mối quan hệ xã giao hài hòa. Với những tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, nên cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân. Với những tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, đừng để cơn nóng giận bao trùm mất cả lý trí. Với những tuổi Canh Dần, mệnh Thổ, gặp nhiều may mắn về tài lộc, thu nhập tăng tiến. Với những tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, tình hình tài chính có xu hướng đi lên. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 60. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, ngày phạm tương hình, người tuổi Mão được dự báo khó tránh khỏi tai họa thị phi, bị tiểu nhân ám hại. Ngày này bạn nên tránh xa những đám đông thị phi hay những cuộc nói chuyện vô bổ, ngồi lê đôi mách. Tập trung làm việc của mình mới là điều quan trọng, cũng giúp bạn tránh xa rắc rối. Chính tài chiếu mệnh nên tiền bạc khởi sắc, xoa dịu tổn thương cho người tuổi Mão. Bạn cần cù tiết kiệm, chịu khó làm ăn nên có tiền dư, không phải xin xỏ người khác. Từng đồng bạn làm ra hôm nay đều là tự lực cánh sinh mà có. Chuyện tình cảm cũng tốt đẹp nhờ đào hoa. Tình yêu êm đẹp và có thể tiến xa hơn nữa, cũng như đang bắt đầu lên kế hoạch cụ thể với tinh thần phấn chấn. Do đó có thể nói hôm nay là một ngày bạn có được vận trình tình cảm mỹ mãn. Với những tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, nên xuất hành theo hướng hoàng đạo. Với những tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, bạn càng ngày càng trưởng thành hơn trong công việc. Với những tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, không chê bai ai hết, hãy lặng lẽ nhìn lại chính mình đã. Với những tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, một số người không đáng tin như bạn nghĩ. Với những tuổi Quý Mão, mệnh Kim, chuyện tiền bạc phải rõ ràng, minh bạch. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 84. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, nhờ có tam hợp cục độ mệnh, tuổi Thìn có một ngày vượng cả tình lẫn tài. Việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân nên suôn sẻ, vượt cả mong đợi của bản mệnh. Nhìn khoản lợi nhuận thu về, bạn có đôi lúc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì tài khí vượng thêm. Thiên ấn nhập cục, người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp lập ngược xuôi, mát tay bán hàng, được lòng người mua.
Lên bản mệnh dù không quảng cáo nhiều, nhưng vẫn có khách hàng quen quay lại mua hàng thêm lần nữa. Có giới thiệu cho bạn bè, người thân đến ủng hộ. Bản mệnh thêm đắt hàng. Tình cảm có lúc thăng, lúc trầm. Quan trọng là bạn thích nghi và cảm thấy luôn muốn cố gắng hoàn thiện bản thân để mình tốt hơn mỗi ngày. Hôn nhân là cùng nhau đi trên một chặng đường dài, sẽ khó tránh khỏi những lúc bạn cảm thấy không hài lòng với người đồng hành của mình. Là hoang đường nếu nghĩ rằng bạn và người bạn đời sẽ luôn thấu hiểu, hạnh phúc suốt cuộc đời. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, cuộc sống có nhiều thứ nên nghĩ, nhưng đừng nghĩ quá nhiều vì sẽ khiến bạn mệt mỏi. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, chú ý bảo vệ tài sản khi đến nơi công cộng. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, chấp nhận thách thức để phát triển sự nghiệp. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh kim, luôn có trách nhiệm với nửa kia, không để đối phương tổn thương. Với những tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, cứ duy trì kế hoạch kinh doanh hiện tại. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 36. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, may mắn đến bên người tuổi Tỵ giúp cho vận trình ngày càng tươi sáng hơn. Chính quan trợ mệnh giúp bạn tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc, từ đó sớm mang về những thành quả khiến mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Người làm ăn kinh doanh có thể làm quen được với những khách hàng, đối tác triển vọng. Đôi bên cùng hướng tới mục tiêu chung nên quá trình hợp tác, ký kết hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi. Chẳng mấy chốc, tiền sẽ đổ vào túi của hai người. Về tình cảm, do có tứ tuyệt, các bạn dễ có mâu thuẫn hoặc chịu tác động của người thứ ba, nên vận trình có thể gặp phải những bất lợi, hiểu lầm không đáng có. Hãy đừng quá nóng nảy mà nên suy nghĩ kỹ trước khi làm hay nói một điều gì đó để tránh gây tổn thương cho nhau. Với những tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, các thần phù trợ để kinh doanh phát tài, vốn liếng thu hồi nhanh. Với những tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, nghiêm túc trong công việc, có cơ hội được thưởng nóng. Với những tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, công việc suôn sẻ, có mục tiêu rõ ràng. Với những tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, đón luồng sinh khí mới, vận trình có nhiều khởi sắc. Với những tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, có điểm báo rất vượng tài, đi đâu cũng được người giúp đỡ. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 00 và số 66. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, cục diện tương xung, người tuổi Ngọ cảm thấy mình bất lực khi chẳng thể nào tháo gỡ được những khúc mắc trong câu chuyện tình cảm trước mắt. Dù có nhiều cố gắng, nhưng khi tình cảm chẳng còn thì làm gì cũng là thừa thãi. Với sự tác động của thiên quan nên con giáp tuổi Ngọ cảm thấy vô cùng lo lắng vì bạn không nắm bắt được cụ thể một tình huống nào đó xảy ra trong đời sống và thậm chí nghĩ rằng mình mất kết nối với thực tế. Tuy nhiên, mọi thứ không phải là do lỗi của bạn và bạn sẽ có thời gian để có thể sắp đặt lại tất cả đâu vào đấy mà thôi. Về tài chính, có thể thời gian gần đây bạn đang quá phụ thuộc vào một nguồn thu nhập, nên đôi khi nó khiến cho bạn không có được cảm giác an toàn về nguồn thu này. Nếu có thể, hãy thử làm thêm những công việc khác để có thêm các khoản thu nhập phụ. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim,
chú ý đồ đạc tư trang thật cẩn thận. Với cái tuổi Bính Ngọ, Mệnh Thủy, không nên tham lam đồ đạc của người khác. Với cái tuổi Mậu Ngọ, Mệnh Hỏa, cần thận trọng với tiền bạc của mình. Với cái tuổi Canh Ngọ, Mệnh Thổ, đừng chê trách ai không giúp bạn. Với cái tuổi Nhâm Ngọ, Mệnh Mộc, gặp khó khăn trong công việc, thường xuyên căng thẳng. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 74. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, tuổi Mùi bị hung vận đeo bám, trong ngày bị tương hại giáng họa nên gặp nhiều khó khăn trong công việc. Bản mệnh đang thiếu đi sự tập trung cần thiết, dễ mắc sai lầm, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, chọc phá thành quả mà bạn vất vả xây dựng. May mắn có chính ấn trợ lực cho vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi đỡ khó khăn hơn. Đây cũng là lúc để điều chỉnh mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp dưới, quan hệ khách hàng. Nên chú ý nắm bắt những tin tức có lợi cho sự phát triển của bản thân trong môi trường làm việc. Vận trình tình duyên lại có phần thuận lợi nhờ đào hoa. Và đừng quên, bạn có được tình yêu này một phần là do sự chân thành của người thân. Do đó mọi thứ không phải tự nhiên mà có, mà nó là cả một sự cố gắng của tất cả mọi người. Nên hãy trân trọng nó. Với những tuổi Ất Mùi, Mệnh Kim, đừng cả nể mà cho người mới quen vay tiền. Với những tuổi Đinh Mùi, Mệnh Thủy, hãy có cách quản lý đồng tiền đúng đắn. Với những tuổi Kỷ Mùi, Mệnh Hỏa, nếu phải đi xa thì nên xuất hành theo hướng tốt. Với những tuổi Tân Mùi, Mệnh Thổ, tình cảm không xảy ra khúc mắc nào quá lớn. Với những tuổi Quý Mùi, Mệnh Mộc, đề phòng họa mất tiền trong ngày hôm nay do nhầm lẫn, tắc trách. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 78. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, nâu, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, được tam hợp cục che chở, người tuổi Thân sẽ cần tận dụng đến cát khí trong ngày để triển khai những kế hoạch dự định mà mình đã ủ từ lâu. May mắn đang đứng về phía bạn, nếu làm tốt thì sẽ có một bước đột phá lớn trên con đường công danh, cũng như giúp bản mệnh có được vị trí tốt hơn hiện tại. Mối quan hệ gia đình của người tuổi này cũng rất hòa hợp. Gia đình chính là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù là khi phải đối diện với khó khăn gì đi nữa. Tỷ kiên giáng họa cho đường sự nghiệp của tuổi Thân hôm nay. Bạn không nên xuất ngoại, tiến hành làm ăn lớn hay khai trương trong ngày hôm nay. Có điểm báo tiểu nhân cạnh tranh cực rõ, đừng tin tưởng người khác quá, kẻo có ngày ngã ngửa. Với những tuổi Giáp Thân, Mệnh Thủy, mâu thuẫn dần được hóa giải, tình cảm thêm sâu đậm. Với những tuổi Bính Thân, Mệnh Hỏa, nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh cho phù hợp với khả năng của mình. Với những tuổi Mậu Thân, Mệnh Thổ, bạn nên gác lại mọi công việc sang một bên để giúp đỡ công việc nhà. Với những tuổi Canh Thân, Mệnh Mộc, cần lắng nghe ý kiến để hoàn thiện bản thân. Với những tuổi Nhâm Thân, Mệnh Kim, đánh giá tình hình sâu sắc khiến bản thân tránh được một số sai lầm. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 14. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ,
giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, do phải chịu tác động của cục diện tương phá trong ngày thứ hai này, người tuổi Dậu cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ý ác, nhưng bạn rất dễ khiến đối phương tổn thương bởi hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất vô duyên của mình. Kiếp tài chiếu mệnh nên người tuổi Dậu có một ngày làm việc khá chật vật. Bạn gặp khó khăn khi không một ai có thiện chí giúp đỡ bạn ở cơ quan. Tuổi Dậu lắm tài nhưng lại không được người ta công nhận điều đó. Hãy cẩn thận vì nhiều kẻ chỉ chờ sơ hở để chèn ép bạn. Thiên hỷ thì giúp cho mối quan hệ tình cảm của người tuổi này tương đối hài hòa. Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc ở bên cạnh gia đình của mình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau và luôn tin tưởng hơn vào một nửa của mình. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, dễ mắc phải lỗi lầm gây ảnh hưởng xấu tới tiền đồ do chảnh mạng. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, tranh chấp tiền bạc khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, công việc không gặp áp lực nào. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh kim, vận trình tình duyên khởi sắc, mối quan hệ có thể tiến xa. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 72 và số 38. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, thiên ấn trợ mệnh, những chú Tuất thể hiện được năng lực cá nhân của mình và tạo dựng được niềm tin với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Điều này đồng nghĩa bạn có thể sẽ được trao thêm nhiều trọng trách. Sắp tới có thể sẽ là khoảng thời gian nhiều áp lực và mệt mỏi, hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Tuy có chút vất vả, song bù lại nguồn tài chính vững vàng, đủ để tuổi Tuất chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều nữa. Ngoài ra trong ngày này, bạn mới có thể xuất hành đi xa như đi chơi, du lịch, công tác, đây là ngày đẹp. Chuyện tình duyên của con giáp này chưa có nhiều khởi sắc. Dù đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ, nhưng bạn vẫn không thể ngăn cản những vấn đề nảy sinh trong chuyện tình yêu của mình. Hai trái tim vẫn chưa thực sự hòa chung nhịp đập, nên vẫn còn rất nhiều khó khăn. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, nên cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại của bạn. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, làm ăn chăm chỉ sẽ có những bất ngờ về tiền bạc. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng để cháy túi vì những khoản tiền vô chính phủ. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh kim, hãy tìm cách đứng lên sau thất bại. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 26. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Hợi trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, thương quan giáng họa, người Tuổi Hợi chớ nên suy nghĩ bi quan. Có thể bạn phải chịu sự chèn ép của cấp trên hoặc đồng nghiệp, song đừng nghĩ tới việc bỏ cuộc, bởi bỏ cuộc chẳng bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Ngày có tam hội cục nâng đỡ mang lại cho người Tuổi Hợi rất nhiều cơ hội mới, nhất là với những người làm chủ doanh nghiệp. Đó có thể là cơ hội kinh doanh một dự án hợp tác mới. Vì thế, cố gắng nắm bắt cơ hội này càng sớm càng tốt, vì chúng sẽ giúp cho bạn rất nhiều cho con đường sự nghiệp về sau. Vận tình duyên tốt đẹp nhờ đào hoa, mối quan hệ vợ chồng hài hòa tốt đẹp cũng khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi về đến nhà. Gia đình chính là động lực lớn nhất giúp bạn cố gắng hết mình trong sự nghiệp, hoàn thiện bản thân và đạt được điều mình mong muốn. Với những tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia. Với những tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, chi tiêu có kế hoạch chớ vung phí. Với những tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Với những tuổi Tân Hợi mệnh kim, có tiền thì nhớ tới việc tiết kiệm đấy nhé. Với những tuổi Quý Hợi mệnh thủy, dành thêm thời gian cho người thân. Sự nghiệp của người Tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 40. Về giờ tốt cho người Tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp Tuổi Hợi trong ngày 9 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.